Khoan khoan, anh em nhớ nữ võ sĩ này không? Và nếu anh em còn nhớ thì xin chúc mừng anh em. Đó chính là nữ võ sĩ Lưu Thị Duyên, một trong những võ sĩ tài năng nhất mà nền boxing Việt Nam từng sản sinh ra. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em trận đấu đầu tiên của Lưu Thị Duyên trên sàn boxing bán chuyên nghiệp. Trận đấu này thì đã diễn ra đâu đó khoảng 8 năm và vô tình mình tìm được lại trong cái mớ tài liệu của mình và để cho mọi người xem. Và ai am hiểu boxing thì sẽ thấy rất là tiếc với một trong những võ sĩ nữ mình đánh giá là tài năng nhất của nền boxing Việt Nam từng sản sinh ra. Có thể nói Duyên là một phát hiện của nền boxing Việt Nam. Cô được phát hiện là một trong những võ sĩ có đầy đủ yếu tố, tố chất cũng như tiềm năng của một võ sĩ chuyên nghiệp. Duyên thì nổi danh từ nền boxing của Lào Cai và được phát hiện thực sự thăng hoa tại những giải quốc nội ở đâu đó những năm 2012-2013. Và đỉnh cao có lẽ là đến từ đại hội năm 2014 diễn ra tại Nam Định. Khi đó thì Duyên đã giành huy chương vàng cho đoàn Lào Cai. Tuy nhiên có lẽ đáng tiếc nhất của Lưu Thị Duyên ở sự nghiệp của mình đó là việc sau khi kết thúc giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014 thì Duyên đã đầu quân cho thành phố Hồ Chí Minh và Duyên đã vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và tập luyện thi đấu cho đơn vị này từ năm 2014 đến 2019, tức là kết thúc năm 2018 là cái kỳ đại hội tiếp theo. Bản thân thành phố Hồ Chí Minh đăng ký ký với Lưu Thị Duyên trong vòng 5 năm thì rõ đơn vị này thì rõ ràng là rất muốn Lưu Thị Duyên phát huy được những cái khả năng của mình. Tuy nhiên không hiểu vì sao từ một cái mối lương duyên nào đó mà tính toán này của đoàn thành phố Hồ Chí Minh không thành. Khi năm 2015 thì boxing không có hạng cân nữ ở SEA Games. Đến năm 2015 là có boxing nhưng mà không có hạng cân của Duyên. Đến năm 2017 thì có hạng cân của nữ nhưng mà hạng cân của Duyên cũng không có. Sau khi kết thúc SEA Games tại 2017 thì đến tháng 8, tháng 9 mình nhớ không nhầm là như vậy thì Duyên có tham dự giải boxing châu Á, nữ châu Á đánh tại thành phố Hồ Chí Minh và khi đó Duyên cũng đã lọt vào chung kết, tuy nhiên thì đã để thua và chỉ mang về tấm huy chương bạc. Sau đó thì Duyên có gặp phải một vài chấn thương cho đến khi trở lại lần cuối cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đó là đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018 đánh tại nhà thi đấu Thóc Sơn và Duyên đã dễ dàng giành huy chương vàng đại hội. Và cũng đó cũng là lần cuối cùng chúng ta thấy được một Lưu Thị Duyên còn thi đấu đỉnh cao. Sau đó thì Duyên có nghỉ sinh nở và cơ thể cô đã phát phì. Cô đã lên khoảng 70, 75, 80 cân. Và đến năm 2020 thì Duyên có trở lại thi đấu nhưng mà trong màu áo của Ninh Bình. Năm đó thì đánh ở Bắc Ninh và Duyên cũng chỉ mang về tấm huy chương bạc và đánh luôn mất suất cơ hội tham dự SEA Games tại Việt Nam năm 2022 vừa qua. Đó là cái quãng thời gian mà Lưu Thị Duyên gắn bó với boxing. Thì dạo gần đây thì mình cũng có Facebook của Duyên thì biết rằng là Duyên đã mở phòng tập và đi sâu về công tác huấn luyện hơn so với thì không còn thi đấu nữa. Rất là tiếc với một trường hợp với một võ sĩ mà có đầy đủ tố chất như Duyên. Tuy nhiên là có lẽ là không hợp thời hoặc như thế nào đó. Thì trường hợp của Duyên cũng là một trong những trường hợp mà mình thấy đáng tiếc nhất của làng boxing Việt Nam.
Và như mọi người đang chứng kiến thì đây là trận đấu của Lưu Thị Duyên, trận đấu đầu tiên của cô trong giải đấu giao hữu Việt Hàn. Thì Duyên có thi đấu một trận đấu nội dung là bán chuyên 4 hiệp, một điều chưa từng có, bởi vì trước đây thì các võ sĩ của Việt Nam thì đều thi đấu nghiệp dư 3 hiệp thôi. Và trận đấu này là trận đấu đánh dấu sự trưởng thành của hàng loạt các võ sĩ boxing Việt Nam. Có thể nói như Trần Văn Thảo cũng đánh ở cái trận giải đấu này, Nguyễn Văn Hải hay là Nguyễn Ngọc Hải đều là những võ sĩ thi đấu trong đêm thi đấu này, và tất cả các võ sĩ đều để lại những dấu ấn nhất định. Thì sau này như mọi người biết thì ngoài Lưu Thị Duyên ra thì Trần Văn Thảo trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp thực thụ, anh cũng sắp thi đấu tại Hồ Tràm ít ngày tới đây, ngày 17 tháng 11 với một võ sĩ của Mexico để tranh đai IBF. Nguyễn Ngọc Hải thì cũng đang có cái đai WBC năm ngoái, năm nay chưa thấy bảng vệ đai. Thì có lẽ là đây cũng có lẽ là bước ngoặt không những của nền boxing Việt Nam mà còn là của rất nhiều các vận động viên tham dự boxing từ nghiệp dư lên chuyên nghiệp. Ok, mời mọi người theo dõi những hình ảnh mà mình đã ghi lại được cách đây 8 năm về một trong những võ sĩ mà mình cho rằng là tiếc nuối nhất, khi mà tài năng của cô thực sự là hơn những gì mà cô đã mang lại cho nền thể thao Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nếu hay thì xin hãy subscribe và like cho những video sắp tới của kênh Sao Thể Thao. Tấm mình nâu ao không? Có nào nâu ao đâu? Có, nó ngã thôi, chưa nâu ao nhưng mà nó ngã. À, lúc đó em chụp mấy trận nữa rồi. Ủa giời. Đấy đẹp nhất của mình. Mình nâu ao mà. Kệ chứ. Bởi vì mình thắng nhiều, hiểu không? Thì khi ta đọc á, người ta cũng không ấy đâu.
một cưới. Là vận động viên thi đấu cuối cùng trận thứ 5 ngày hôm nay thì em có đánh giá chung nào về toàn bộ 5 cái vận động viên của Hàn Quốc về kỹ thuật cũng như là cái khả năng chịu đòn của họ? Khi mới đầu em nghe các chủ tịch và trưởng môn của quốc sinh của Hàn Quốc thì các lãnh đạo bên Hàn Quốc cũng đang nói đối phương là rất là mạnh, nhưng khi đến lúc bọn em nhìn nhận thì chắc chỉ có vận động viên 64 nam của Hàn Quốc là bọn em được đánh giá cao, còn các vận động viên khác thì bọn em đánh giá là không bằng những học sinh của nam của em. Bọn em cũng là những người có số má trong học sinh là học sinh của nam. Rồi, cảm ơn. Với việc là không có giành được trận nào ngày hôm nay thì em cũng không suy nghĩ gì nữa.
sau mỗi trận đấu ở trên đài thì cũng giúp cho em ra được mỗi một kinh nghiệm trên võ đài luôn. Trước lúc chưa thi đấu thì em cũng rất là buồn, rất là suy nghĩ rất là nhiều. Cho đến trận đấu đang diễn ra này thì em cũng đã bình tĩnh trở lại và đã cố gắng thể hiện hết mình để mọi người chờ đợi và trận đấu cuối cùng của em đã không được tiếp. Nói chung là trận đấu là trận của em Hải, trận 64kg thì rất là lo âu. Võ sĩ đó là võ sĩ vô địch của Hàn Quốc, võ sĩ là cái trạng thái thi đấu của võ sĩ đó rất là tốt. Quấn từ từ mới vô liền đầu em Hải đã bị trúng một tay, đã bị trúng đòn cái, sau đó sắp xếp những cái chiến thuật lại cho em Hải đánh, là từ từ đánh phải căng em Hải. Ở trận đấu thì là quề với Hàn Quốc, nếu mà mình đầu tư đúng thì nó sẽ gần hơn xa nữa, vì tất cả võ sĩ mình đã từ từ đã tiến lên một bước nữa rồi, thì mình sẽ đầu tư đúng thì nó sẽ đi theo đường bán kinh nghiệm thì rất tốt. Sẽ có một cái cuộc họp để mình lên cái dự án để mình tập giờ và chuẩn bị mình sang Hàn Quốc thi đấu lại với Hàn Quốc, là mình sẽ đầu tư luôn để mình sẽ chuẩn bị rất là tốt để đi qua nước bạn để đấu. Rất nhiều lần em đánh ao vận động viên, nhưng mà do trọng tài bên đối phương này là trọng tài đã bênh đối phương là không để cho em dừng trận đấu sớm. Và em đấm đối phương, thậm chí em đau, rất là đau tay, đau hai tay, không phải đau một tay nữa. Và cuối em cũng hơi sốt sốt một chút bởi có nhiều đòn tạp sưng. Có lẽ em đã mới đầu em đã rất là ham hố khi mà ra liên tục ra đòn, vì lại thấy sợ em không đủ sức để chiến đấu với đối phương 6 hiệp, nên là thầy đã bảo em từ từ. Và đã có lúc mà em đã cố gắng ra liên tiếp đòn để cho đối phương hạ gục đối phương, nhưng mà đối phương đã không chống trả lại được, thậm chí trọng tài cũng hơi chút bênh một đối phương này cho em không được số sớm. Khi mới đầu em nghe các chủ tịch và trưởng môn của boxing của Hàn Quốc thì gọi các lãnh đạo bên Hàn Quốc cũng đã nói đối phương là rất là mạnh, nhưng khi đến lúc bọn em nhìn nhận thì chắc chỉ có vận động viên 64 nam của Hàn Quốc là bọn em được đánh giá cao, còn các vận động viên khác thì bọn em đánh giá là không bằng những boxer của nam của em. Bọn em cũng là những người có số má trong boxing là boxing của nam.